Các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái bài nữa là nhập vào tháng của một năm và in ra lịch của tháng đó. Ví dụ như các bạn nhập vào tháng 2 năm 2014 thì mình sẽ in ra cái lịch của tháng 2 như thế này. Đây, để làm được cái bài tập này thì các bạn cần phải xem cái video hướng dẫn bài tập lập trình căn bản phần 4. Các bạn phải xem kỹ cái bài tập này. Cái bài tập này mình nói rất kỹ nội cái công thức. Thì bài tập này á chẳng qua là một bài bước nâng cao nữa thôi. Nên mình không cần phải ra rất nhiều, mình chỉ lập trình, bạn xem và tự hiểu. Mã lệnh có thể lấy ở đây. Thì bây giờ mã lệnh của nó mình cũng đã có. Đây là mã lệnh của cái bài tập số 4. Thì mình copy, mình dán để mình làm cái bài tập này. Đó là in theo tháng năm nhập vào tháng và năm thì mình bỏ đi cái nhập nhà. Bỏ nhập nhà thì đây không cần. Đây không cần. Rồi. Ở đây cũng không cần luôn. Vì đây ở đây không phải là một ngày bất kỳ mà nó sẽ là ngày đầu của tháng. Chỗ này mình cũng không quên ngày chủ nhật thứ hai thứ ba gì đó. Bây giờ mình tin ra cái dòng tiêu đề là dòng tiêu đề. Dòng tiêu đề là dòng gì? Các bạn xem các bạn sẽ biết thôi. Thứ hai nè. Ồ, chủ nhật đó. Thứ hai nè. Thứ ba nè. Tư. Năm. Sáu. Và thứ bảy. Đi xong hết. Chủ nhật. Còn ngay rồi. Giờ tiếp tục in ra cái ngày đầu tiên trong tháng. Một, hai, ba, phần trắng. Ngược lại. In ra. Gọn như vậy á thì các bạn phải viết hai lần, đó là phần trăm 3D, 7D, sau đó là D phần cộng, được không các bạn? Nhưng mà như vậy thì nó không hay, cũng có chuyên nghiệp thì viết vậy cho nó khó hiểu. Bây giờ các bạn thử xem kết quả tới đây nha. Nói gì người ta y bằng không y a y nhỏ hơn vậy. Các bạn muốn thấy cái bảng thông báo lỗi của bạn như thế này nha. Thông báo này là cần cái memory expression trước cái dấu nhỏ hơn, tức nghĩa là cần cái dấu trái đó. Yeah. Được chưa? Mình không thấy anh nhà này ra. Đi được không? Mình nhớ lên hết rồi. Nhà ba phần trắng ngược lại là bằng D rất ô nên cái phần này ra số 1 cái số 1 có sao thế anh nhà thế này ở đây phải có anh số 1 nha chứ làm sao kiểm tra đây. Anh gần đây rất ổn rồi kiểm tra. Đây rất ổn sao? Đây nhỏ hơn đây rất ổn. À. Đây có là sao? Không phải là đề mà phải là ảnh y y đó, cái là số 1 rồi đó. Như vậy chỗ này
thì mình sẽ bỏ dòng này đi. Các bạn thấy là mình lập trình chứ mình không có nhớ, nhiều khi mình lập trình sai, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mình biết sửa hay không. Các bạn có thể kiểm tra được cái giá trị của mình, ý nghĩa tự nhiên ra. Xong, chỗ này bây giờ trong số 2 thì cũng vậy. Số 2 mình copy, chỗ này mình dán vô. Trong số 2 thì chỗ này sẽ là nhỏ hơn tóc. Các bạn coi phải không ra. Đúng không? Số 5 giây giá trị tin không có được lại cái này cũng vậy, cái này không còn là y nữa mà phải là d rồi, này cũng không ra luôn. Tin không bảy tin nó có à, không cần mấy cái khi người ta nhìn nó ra cho mình thì nó sẽ ra thôi. Rồi như vậy mình sẽ dùng một cái dòng lọc quay thì d nó nhỏ hơn tóp, nhỏ mà tóp thì lọc tóp là cái ngày lớn nhất trong tháng. Các bạn xem thử này. Nó ra 29 rồi. Các bạn nhìn nè. Có 29 rồi. Không, chỉ tới 28 thôi. 29 là vậy. Như vậy thì kiểm tra điều kiện đây. Nếu như D nhỏ hơn top thì mới ăn ra. Còn lớn hơn top thì sẽ không ăn ra. Thì các bạn thấy á, cái mình cố tình mình viết sai ở những cái chỗ mà các bạn hay sai, chứ thực ra là mình làm lòng cái công thức và cái đoạn code này mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, nên những chỗ mà các bạn hay sai là mình biết và mình cũng làm sai cho các bạn để các bạn biết đó, là khi các bạn lập trình thì chỗ nào mà các bạn thấy mình lập trình sai đó là các bạn chú ý những chỗ đó, nó có rất nhiều tư duy ở trong đó để các bạn có thể học theo. Bây giờ mình thử một cái tháng khác tháng mấy tháng một tháng 1 năm 2014. Rồi, mình nhìn cái lịch trời giống không? Đây, tháng 1 năm 2014. Rồi, ở video sau nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn in ra lịch của một năm luôn, chứ không còn là in ra lịch của một tháng nữa. In ra lịch của một năm thì mình hẹn các bạn ở video sau.